Tram bỏ cho mắn vì máu ấy ta nó xóa nhớ thấy chưa biết bạn ấy ngắm ngắm nông nông mà đâu kiệt ấy hạt kim sọc lá ba sọc lá chưa Vì ta thông sọc khí là ô mỏ á. Mà đi chụp băng làm lại thông. Bây giờ à nè, con việc thông thông nè. Bà nên dân trăm và địch bày bốn máu cứ sụp hiệp trầy bởi dân con nó sủa là ô hay lòng rừng sắp nổ á. Bà xa là bố lực tựa toàn ăn chiên. Cái
Ôi mình chan nào, lạc lạc màu mà hơi mà. Bà thăm chết đấy. Tân bán nó chị. Ui, con lấy sạch chóng nữa. Bà chưa không con chóng nữa. Ú, êm mà. Ờ, nhiều này bọn này, à xin bối xin bối chiên chánh, quay hãy đặt bọc nó. Bà, tân nước bán này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái nấu khoảng khoảng ngon mẹ. Nè cũng có lộ môi mới. Tất cả tờ rên cho bác chú lộ tờ rên chứ chứ em. Năm thôi. Ấp prai nha buổi lộ rồi. Ê, móm á. Móm á. Mình thả bà phải ếp nhưng liên tập trên mình. Nhà nhà ơi, nhà nhà. Tự chết cho anh, tự chết chầm. Phú xa hai á, thầy là trăm ôm á. Nâng đừng bán thai kia đây Phú á. Nâng đừng bán thai kia đây. Cua xong kia đây. Năm nay tôi mình lôi tên cho trăm. Bây giờ bố. นับเรื่องมาทางตามทางจะขอมาบูนตาพวกกาตุ่มไปตุ่มเมื่อไปนั้นพูดไปเกี่ยวกับนั้นพูดไปเกี่ยวกับเนี่ยเราเอาข้าไอ้บุญพอมันท้องช่างกันแล้วไหมไปแล้วทอรูใบได้อมจ้ะอยู่เลยแล้วเราเนามาได้แต่ย้อยนั่งไปปูยุ้งเคยเนี่ยจ้ะมาทำอะไรไปยุ้งเท้าตาโอ้ยโอ้ยนั่งดังดังรุกเพื่อนวันนั้นไหม Không 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 không
bây giờ là qua cái ô mồi rồi, tại tàu nè. Tôi nhầm mày, nhầm từ phần của tôi. Tại tàu, bà tu tu chứ. Heo ấy thôi, màu chật phì ấy như vậy. Nít chăng đấy là con. Ê, dạ hay. Bán, nít chăng. Ừ, ở đây. Màu nè, màu chật phì ấy. Nít chăng đấy. Sủi nha nha. Thế rồi này. Khoảng trăm thẻm lại khô thang thì tiếp trên nhà ban của anh hai. Rồi lá đau tiếp đây. Đi ôn ôn ơi. Sủi nha nha. Phẩm chất bất bất miền ở ở Prai Bát Tam. Dân nhâm bài chứ có chuyện. Thay cho mùi đường bài có xài với dân tiết. Chuyện. Chứ nè. Giờ tới cho ông tôm á, hơi sạch ông tôm mời. Ừ. Ông bách chân mà cho mẫu mượt pha cho ông bố lọc thêm. Ui, lần sau đó mình đi kích ngành ta.